Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay thì shop đầu câu Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 424 ạ. Thì trong video này của em sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô cần gồm có là 13 cây nhé. Cần ngày hôm nay là đều là cần rút cả. Có cái chiều dài từ là 1m8 đến là 3m3. Thì những cây này thì dành cho khách chúng ta câu bè hoặc là chúng ta có thể làm mà cần tay hoặc là chúng ta câu lua. Ở đây em có một số cây dạng lua rút chúng ta có thể lua biển được. Và có một số cây thì chúng ta có thể câu biển được với độ cứng là dành cho khách đánh biển được. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship ạ. Bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mọi đơn đối với cần là 40.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với số thông qua số điện thoại là 0974088309 ạ. Thì đầu tiên em xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây em có này. Thì từ cây số 1 đến cây số 3 của em là những cái cây cần có khoen của nó là khoen nhỏ như thế này nha. Và cây thì những cây này thì cũng khá là nhỏ gọn. Nó cũng gần giống như là những cây rút mini của chúng ta. Bát của cần là bát gập Fury FS6 như thế này. Thì cái cây số 1 này cái phần gốc của cần được quấn nhựa như thế này nha. Nhưng mà nhựa của cần thì nó cũng cũ lắm rồi. Nó không có bị sờn nhưng mà nhìn nó cũng bị tối màu nha mọi người. Đây, nó bám bẩn, nó tối màu. Đây thì nó vẫn còn sót một vài vị trí nó dính keo bẩn. Tên thì nó hơi bị xước này. Cái này thì cái tên của cần nó bị phai màu hết rồi nha. Cái này chúng ta như mới nhìn vào chúng ta không có nhìn thấy cái tên được rồi. Ta nhìn dưới ánh bóng của cái ánh sáng thì chúng ta nhìn thấy được cái chữ của nó nè. Roya nha mọi người. Roya là dòng này dòng cần hàng nội địa. Roya là hàng nội địa. Ngoại hình thì cái vị trí giống này nó có bị sờn thế này. Rồi nó sờn, nó phai mất cái màu của cái tên của cái cần rồi. Vị trí cái chữ nó. Chỉ nhìn thấy ánh dưới ánh bóng thôi. Mình thấy cái bóng đó thôi ạ, không nhìn rõ được. Và cây số 1 này khoen của cần. Cái này là khoen Fury nhé mọi người. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 khoen, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Thì cây số 1 này có chiều dài là 3m. Cây này ngoại hình giống bên trong. Cây này ngọn em đo được là 1.5 ly, một lần là 1 ly 5 nhé. Đây, 1 ly rưỡi á. Cây này có chiều dài là 3m. Giống bên trong thì có sờn nhỏ, nhưng mà cái sờn này là do kéo giống với lại cái sơn phủ bóng của cây này thì có vẻ phai màu rồi, nhìn nó không được bóng đẹp lắm. Nhưng mà độ sờn thì không có sờn nhiều lắm. Đây có một vị trí xước nhỏ nè. Đây là giống thứ hai, tính từ gốc tính vào, cây này giống này cũng có sờn như này nha. Sờn xước. Đây. Và cây số 1, ngoại hình tổng quan cây này thì ngoại hình nó có hơi sờn xước cũng tương đối. Ngắn gọn thế này, dài 3m và cây này rút về còn lại là 75cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 16.5, cái này thì 16.5 là em đo cái ống cần nha mọi người. Còn cái gốc này có vẻ lớn hơn một tí, cái này gốc thì khoảng 22, phi 22. Nặng là 163g, ngọn có độ lớn là 1.5 ly. Cây này thì cứng tầm khoảng 2 đến 3 hạt ạ. Và cây số 1 này có giá là 400.000 ạ. Tiếp đến là cây số 2. Cây số 2 thì giống như cây số 1. Cây này thì cũng là một cây cần của thương hiệu Roya thế này. Và Roya là những cây này dòng hàng nội địa cả nha. Đây, cái phần gọi chỉ quấn thì nó hơi bị sần sùi, nó hơi bị sần sùi ra thế này. Nhưng nó không có bị đến nỗi là nó rất chỉ kìa cả. Chủ yếu là sử dụng lâu nó bị sần sùi thôi. Và bát của cần là bát gặp Fury thế này ạ. Và cây này thì cái phần giống ở trên này nó cũng có bị sờn xước giống như cây số 1. Nó cũng có bị phai màu. Cái mực in và nhìn dưới ánh đèn thì mới thấy được cái chữ Roya này nhé. Nhìn dưới ánh bóng của mặt trời mới thấy được ánh sáng. Nhưng mà cây này thì ngoại hình giống bên ngoài nó cũng giống như cây số 1. Khoen của cần đây thì cây này khoen cũng là khoen Fury cả nhé. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 7 khoen bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Ngoại hình giống bên trong. Cái cây này thì ngọn nó sẽ mạnh hơn cây số 1 nha. Ngọn mạnh. Cây này chúng ta câu cảm giác, câu cá tráp hành giò nha mọi người. Chúng ta câu cảm giác thôi. Ngọn hình giống bên trong thế này. Cây này giống thứ hai. Giống thứ hai cây này thì những cái giống bên trong thì có thể sáng hơn tí. Cái này chỉ có 4 giống thôi nha mọi người. Và cây số 2 này có chiều dài là 2m8. Ngọn thì có độ lớn là 0.9 ly thôi. Cứng tầm khoảng là 1,5 đến 2 hết. Dành cho ta khách chúng ta câu cảm giác nha mọi người. Và cây này khi rút về là còn lại là 80cm. Ống của cần thì có độ lớn là phi 13.9. Cây này nặng là 137g. Cây này cũng khá là nhẹ thôi.
và cứng thì tầm 1,5 đến 2 hết. Và cây số 2 này cũng có giá là 400.000 ạ. Tiếp đến là cây số 3. Cây số 3 ở đây em có một cây cần của hàng Trung thế này. Chui của cần đây ạ. Cần của hàng Trung Quốc nhé. Tên của cần là tên gốc thế này. Bát hãng, bát cặp bát hãng. Cây này thì ngoại hình khá là sáng, sờn mảnh thôi, sờn nhẹ nhẹ, lớp keo phủ bên ngoài. Và cây này được sản xuất ở Trung Quốc, made in China thế này nhé. Dài 3m3. Thì cây này em đo được là 2m95. Đây, chúng là nó cũng có sờn mảnh nhẹ thế này. Khoen của cần, cái này là khoen hãng nha mọi người. Bô của cần này. Đây, cây này hạ ngọn một khoảng cũng khá là nhiều, 35cm nhé. Cây này thì nó hạ ngọn một khoảng như thế này. Thì cái ngọn nó khá là lớn. Cây này ngọn nó cũng cứng. Ngoại hình giống bên trong thì khá là đẹp. Cây này ngoại hình giống đẹp nhé. Chỉ có vấn đề là nó hạ ngọn một khoảng cũng khá là nhiều thôi. Khoen của cần là khoen hãng. Bát gặp bát hãng có tổng cộng là 5 khoen, bao gồm cả đầu bu. Và dài cần của hàng Trung xuất nhập thế này. Và cây số 3 này khi rút về còn lại là 95cm, dài là 2m95, khi rút về là 95cm ạ. Gốc của cần thì có độ lớn là phi 22.4. Đây, ống của, ngoại hình của cây này thì nó nhỏ về phần ngọn, phần đầu giống dạng kiểu ngoài bút như thế này nha. Và cây số 3 này nặng là 144g, ngọn có độ lớn là 2.3 ly. Cây này cứng tầm khoảng là 4 hết nha. Và cây số 3 này có giá là 280.000 ạ. Tiếp đến là cây số 4 ạ. Cây số 4 của em có là một cây dòng hàng nội địa thế này nha. Cây này thì khá là ok, dài 1m8. Cây này dài 1m8. Carbon super bright carbon. Rồi hình thì khá là sáng. Bát của cần là bát gặp Fury FS6, có độ cứng 10, dành cho khách chúng ta câu bè. Khoen của cần, khoen này thì nó cũng kiểu là nó không phải là khoen nhỏ nha, khoen lớn nhưng mà cũng không có lớn lắm gì. Cái cần là dòng cần câu bè, câu cảm giác. Giống cái này thì có tổng cộng là 3 giống, mà giống ngoài là xoắn 2 da thế này nha mọi người. Xoắn ít 2 da, giống thứ nhất các cô cần là xoắn ít 2 da. Giống thứ hai là xoắn vòng, khá là đẹp. Và cây này thì có chiều dài là 1m8. Khoen của cần, cây này là khoen Fury cả, có tổng cộng là 2, 4, 6 khoen, bao gồm cả đầu bu. Thì cây này nó kiểu nó cũng gần chiều dài thu gọn, nó cũng gần bằng như cây cần rút mini rồi nha mọi người. Nhưng mà cây này thì dành cho khách chúng ta câu bè, chúng ta câu cảm giác thôi. Cây này thì trọng lượng khá là nhẹ. Và cây số 4 này là dài 1m8, khi rút về còn lại là 70cm. Gốc thì có độ lớn là phi 19.5, nặng là 96g thôi ạ. Và ngọn có độ lớn là 1.1 ly. Cây này thì có độ cứng là 10 theo thông số của cần, dành cho khách chúng ta câu bè, câu cá nhỏ, ta câu cảm giác thôi. Và cây số 4 này có giá là 550.000. Tiếp đến là cây số 5. Cây số 5 thì em có một cây cần đai hoa. Cây này thì dài 3m, cứng 50 nha. Và cây này thì ta có thể là câu biển chưa có cần. Và ta câu sông hồ, cái cá cũng khá là ok, độ kéo cứng 50. Cần của đai hoa, cái này thì nó thiết kế cũng khá là, nhìn thì cũng khá là lạ mắt luôn này. Bát của cần, bát vạn Fury FBS20 thế này. Cây này thì trài xước nhỏ thôi, tem của cần đây, nó cũng sờn xước. Giống mình, thì ngoại hình nó cũng khá là nhỏ gọn, cũng gần giống như những cái cây trúc mini. Khoen của cần là khoen Fury dạ quang thế này, có tổng cộng là 7 khoen, bao gồm cả đầu bu. Ngoại hình giống bên trong. Cây này thì giống thứ hai, khi giống thứ hai nó lại khi mà kéo ra thì nó có thông số thêm, nó ghi in thì thông số thêm một lần nữa này. Cây này thì cũng khá là đẹp. Phôi của cần là nó sánh vòng, cây này nhìn rất là cầm, rất là đầm tay nhé mọi người. Phôi khá là dày luôn ạ. Đây em video từ giống ngọn. Cây số 5 này thì dài, chiều dài của cần là 3m, và cây này ngọn có độ lớn là 2 ly nha. 2 ly là cứng 50 bên cần khúc nha mọi người, còn khúc mà cây này thiết kế là dạng rút, cứng 50. Rất là đanh ngọn nha. Ngọn nhỏ thôi, ngọn đường kính ngọn nhỏ thôi con, nhưng mà cái phôi của cần nó dày nên nhìn nó rất là đanh ngọn. Khá là mới, cây này ngoại hình khá là mới đẹp luôn ạ. Dài là 3m, cứng 50.
Khoen của cần là khoen Fury dạ quang, thì cái này có tổng cộng 2, 4, 6, 7 khoen bao gồm cả đầu bông. Thì cái này nó còn dính bẩn này, hơi bám bẩn nhị cái này, lau sạch nó ra ha. Cái này thì thiết kế cũng khá là đẹp, khá là sáng cần. Thì cây số 5 này dài 3 mét, khi rút về thì còn lại là 70 cm ạ. Ống của cần thì có độ lớn là phi 18.7, nặng là 240 g. Ngọn thì có độ lớn là 2 ly thôi ạ. Cây này ngọn có độ lớn 2 ly nhé. Và cứng là 50 theo thông số của cần. Và cây số 5 này có giá là 850.000 ạ. Tiếp đến là cây số 6. Cây số 6 ở đây em có là một cây cần Olympic dài là 3m3 thế này nha. Thì cây này thì em đo được là 3m25, nó hạ ngọn một khoảng là 5cm ạ. Chui của cần đây, gốc ạ. Cái này thì cần của Olympic dài 3m3, flex pin thế này. Ngoại hình thì nó có sờn xước, cái này ngoại hình sờn xước nha. Bát của cần là bát gập Fury FF7 đây ạ. Ngoại hình cây này thì nó không được sáng lắm một tí. Olympic Center đây, có sờn ở này. Sờn cái này nha. Khoen của cần đây ạ, khoen của cần là khoen Fury luôn. Có tổng cộng là 5 khoen, bao gồm cả đầu bông luôn ạ. Và ngoại hình giống bên trong thế này. Cây này thì giống bên trong nó có hơi sờn này, cái lớp keo phủ bóng với hơi nổ cái phần keo phủ bóng nhé, bong bong nhẹ nhẹ thôi, nó không có bong nhiều lắm đâu. Đó là đặc điểm của giống bên trong. Đây. Dài là 3m25, đây là giống thứ hai thì nó có hơi sờn nha, với nó bám bận. Cây này thì ngoại hình nó không được đẹp, em báo cây này ngoại hình hơi xấu một tí nha mọi người. Cây này ngoại hình nó không được đẹp lắm. Và cây này là dòng những cái cây ISO khuyên lớn, gọi là cây khuyên lớn. Khuyên này là khuyên lớn, khuyên là 3 cây, số 1, số 2, số 3 lúc nãy thì khuyên là khuyên nhỏ nhé. Còn đây là có khuyên Fury, có tổng cộng là 5 khuyên. Thì cây số 6 này, ngoại hình tổng quan dài là 3m25. Thì cây số 6 này khi rút về còn lại là 78cm. Tóc của cần thì có độ lớn là phi 21.3, nặng 220 g. Ngọn có độ lớn là 2.1 ly. Cây này cứng khoảng 15 bên cần khúc nha mọi người. Thì tầm khoảng là 5 đến 6 hắc. Cái này thì khách nó có thể câu sông suối, khá là ok. Và cây số 6 này có giá là 450.000 ạ. Thì đó là cây số 7. Cây số 7 thì ở đây em có một cây dài là 2m1 theo thông số cần là 7 feet thế này. Nhưng mà cây này thì cây có chiều dài thực tế là 2m. Cây này dòng Rock Vegas, là dòng của Hàn Quốc nha mọi người. Cây này dành cần lua. Cây này dòng cần lua mồi giả này, Egin sách dòng này dòng câu lua. Bát của cần là bát vặn thế này, bát hãng vặn thế này. Ngoại hình thì cái màu sơn của cần là màu trắng, nhưng mà cái giống bên ngoài lâu ngày nó ngã thì màu trắng sữa thế này nha mọi người, trắng đục thế này. Khoen của cần là khoen Fury cả, có tổng cộng là 5 khoen. Đây có 3 giống, có chiều dài là 2m. Có chiều dài là 2m thôi này. Cái này thì nếu xét là cần lua thì cây này cứng tầm khoảng là ML nha mọi người. Cái đầu cứng này thì cứng ML, tải mồ tầm khoảng 12g. Engine lua màu giả. Ngoại hình tổng quan của cây số 7. Thì cây số 7 này dài 2m, khi rút về còn lại là 75cm ạ. Góc của cần thì có độ lớn là phi 14, phần ống của cần có độ lớn là phi 14 nhé. Nặng là 149 g, ngọn có độ lớn là 2.1 ly. Thì cây này cũng nếu tính vào cần lua thì cứng khoảng ML nha mọi người. Đây. Và cây số 7 này có giá là 500.000. Tiếp đến là cây số 8 ạ. Cây số 8 thì đây em có là một cây của Shimano. Cây này em có một cây dài, cây này là cây hàng hệ, hàng đời cao nha mọi người. Đây, chui của cần này. Cây này thì chui của cần là được bọc vuốt xốp như này nha. Tem của cần là tem vàng. Cần của Shimano đây ạ. Đây, bát là bát vặn Fury, bát đời cao như thế này. Cần của Argot Line
3 m, cứng 30 và được sản xuất ở Nhật, Made in Japan. Cái này cây của Nhật, được sản xuất Nhật luôn ạ. Hàng Made in Japan. Ngoại hình thì có hơi bị bám bọng với hơi sần nhỏ nhỏ, cái lớp keo phủ bên ngoài thôi. Nó còn một vài cái vách chính keo bọng thế này. Khá là mới đẹp. Khuyên của cần, cái này là khuyên Fury. Đá sứ xám xanh, chân đen thế này nha. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 khuyên. Và một đầu bu, bu của cần là bu Fury Six nha mọi người. Và khuyên này, khuyên Fury đá sứ xám này, chân đen thế này. Ngoại hình giống bên trong thế này. Cái này thì giống bên trong là cây này thì chắc của cần là xanh ít hai da và nổi gân. Nó nổi gân luôn. Từ gốc đến ngọn, đây là giống ngọn này. Và có điểm điều hướng dây thế này. Định vị giống rồi đây coi. Cây này gọi là định vị giống nha. Chắc của cần là xanh ít hai da, nổi gân. Dòng cần là hàng đời cao nha. Cây này thì rất là đẹp luôn. Dài 3 m, có độ cứng là 30 theo thông số của cần. Dòng này là số ít 2 da màu gân cả in da băng. Và cây số 8 này dài 3 m, khi rút về còn lại là 92 cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 18.6, nặng 170 g, ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Cây này cứng 30 theo thông số của cần, cây số 8. Và cây số 8 này có giá là 1.350.000. Tiếp đến là cây số 9 ạ. Cây số 9 ở đây có một cây cần lua biển thế này nha mọi người. Cây này thì dài 3 m, cây này chúng ta có thể lua biển được. Với chiều dài này chúng ta lua biển được. Cả chua của cần. Cây này cái phần gốc của cần thì nó vẫn được bọc mút xốp, ở bên ngoài vẫn còn cái bọc ni lông thì em để luôn, em không có tháo ra làm gì. Để cho nhìn ra cho nó sạch, nó không bị bám bẩn. Bát của cần là bát hãng vặn thế này. Ở đây. Cây này nó dính cái keo nha. Ngoại hình thì cũng khá là ok. Còn của Lmart, dòng là dòng của Hàn Quốc nhé. Dài là 3 m 10 feet thế này, 3 m, có sờ nhị này. Đây, có sờ xuất phần là cuối giống thế này. Và khuyên của cần, cái này khuyên của cần là khuyên Fury nhé mọi người. Đây, đầu có khuyên, khuyên Fury, có tổng cộng là 6 khuyên, bao gồm cả đầu bu, tính cả đầu bu là 6 khuyên thế này. Ngoại hình giống bên trong. Giống bên trong thế này. Cái này thì có tổng cộng là 3 giống. Bao gồm có 3 giống và 3 m, chiều dài cần là 3 m thế này. Thông số tải mồi của cần. Cái này thì tải mồi là 28 g này, tải dây là từ 8 đến 16 lb, tầm khoảng là 5 kg, 6 kg. Ok. 16 lb, tải dây 6 kg. Và ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Cây này thì khi rút về còn lại là 96 cm. Em nhầm, cây này thì có cái chiều dài của cần là 1 m 110 cm. Và ngọn thì có độ lớn là 1.9 ly. Thì cây này cứng khoảng là ML theo thông số của cần lua nha mọi người. Cuối ML, gần cuối ML, gần đầu M rồi, theo thông số cần lua. Và cây số 9 này có giá là 650.000 ạ. Tiếp đến là cây số 10. Cây số 10 thì ở đây em có là một cây của Ryobi đây ạ. Cái này thì màu sơn của cần là màu xanh xanh than thế này nha. Tem của cần này, ngoại hình thì cũng khá là ok. Cây này ngoại hình khá là sáng đẹp. Bát của cần là bát gập Fury thế này. Và cây này được sản xuất ở Hàn Quốc, cần của Ryobi, dài 3 m. Thì cái số 10 này cũng có chiều dài thực tế của cần là 3 m, có độ cứng là 15 ạ. 15 bên cần khúc nha, khá là mới sáng, sản xuất nhỏ thôi. Và khuyên của cần đây, cái này khuyên là khuyên Fury cả, có tổng cộng là 5 khuyên, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Ngoại hình khá là sáng nha. Dài 3 m. Bao gồm cả 3 giống, thì cây này ngoại hình khá là sáng đẹp. Trời, sức nhỏ nhỏ thôi. Còn của Ruy với cây này thì nó màu sơn, màu kiểu màu xanh, xanh phối với đen thế này. Cây này thấp, có thể cong xong. Dài 3 m thế này, ngoại hình khá là sáng cần. Thì cây số 11 này. Cây 11 này là một cây cần, cây này cây số 10 em nhầm. Cây số 10 này dài là 3 m, khi rút về còn lại là 110 cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 19, nặng 152 g, ngọn có độ lớn là 1.7 ly. Và cây số 10 này có giá là 650.000 đồng.
Tiếp đến là cây số 11. Cây 11 ở đây em có là một cây cần của Marin. Marin là dòng cũng của Hàn Quốc nhé. Cây này thì cũng có màu sơn là màu đen thế này. Chui của cần này. Ngoại hình thì cây này cũng khá là ok, có sờn nhỏ này, có sờn lắp keo phủ bên ngoài thôi. Bát của cần là bát gập Fury FS6, dài 3m luôn ạ. Cần của Marin, Advanced Marin thế này. Dòng là dòng Marin là dòng của Hàn Quốc ạ. Có sờn xước thế này. Cây này thì hơi sờn nhẹ cái lớp keo phủ bên ngoài. Cây số 11 này cũng có chiều dài là 3m và cây này thì đúng cũng tầm cũng khoảng là 2-15. Khoe thì cũng có tổng cộng là, cây này có tổng cộng là 5 khoe bao gồm cả đầu bu nhé. Ngoại hình giống bên trong, cây này thì có sờn nhẹ lớp keo phủ bên ngoài thôi, cây phủ bóng cái giống bên ngoài thôi. Còn hai cái giống bên trong thì cũng khá là đẹp. Màu sơn của cần là màu đen luôn ạ, cây này thì màu đen luôn, màu đen tuyền luôn nhé. Của Marin. Và cây số 11 này dài 3m, khi rút về cũng còn là 110cm. Gốc thì có độ lớn là phi 19.6, nặng là 166g. Ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Cây này cứng, dao động cũng khoảng là 15 nha mọi người. Và cây số 12 này có giá là 600.000. Tiếp đến, cây số 11 lúc nãy là cây 11 nha mọi người. Tiếp đến là cây số 12 ạ. Thì cây 12 này, ở đây em có là một cây cần của Shimano. Cây này thì cũng có chiều dài là 3m. Shimano thế này. Shimano dòng Shimano Holiday Spin. Chu của cần này. Cây này cây 12. Dài 3m, các độ cứng là 15, được sản xuất ở Hàn Quốc. Cây này thì cái giống bên ngoài nó có sờn thế này nha mọi người. Nó sờn rất mảnh mảnh thế này. Sờn ở đây là sờn lớp keo phủ bóng thôi, không có bị tróc sơn. Và khoen của cần, cái này khoen của cần là khoen Fury, cũng có tổng cộng là 5 khoen bao gồm cả đầu bu ạ. Cái này phần tất cả các khoen đều là khoen Fury nhé. Cái này thì cái phần đầu nó có một cái khoen nó bị dính cái keo này, này cái keo này khá chặt nên em cậy nó không có ra được nhiều lắm, nó ra được một phần. Cái keo này dính cũng nó khá lâu rồi, nhìn nó ngã màu rồi nhưng mà nó cũng rất là chặt. Ngoại hình này đây giống ngọn, giống ngọn thì khá là ok, sáng đẹp giống ngọn. Còn đây là giống thứ hai, tính từ gốc tính vào. Cây này thì có tổng cộng là 3 giống. Đây giống thứ hai có bị sờn phần giống thứ hai một tí, còn cuối giống thứ hai thế này. Sờn nước sơn. Chỉ có mỗi vị trí đó thôi. Cần của Shimano, tem của cần tem vàng. Và cây số 12 này dài 3m, khi rút về còn lại là 110cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 20.5, nặng là 181g. Ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Và cây này cứng 15 theo thông số của cần. Và cây số 12 này có giá là 620.000 ạ. Tiếp đến là cây số 13, cây cuối cùng. Cây 13 đây em có là một cây cần lua thế này nha. Cây này cũng dòng lua biển thế này. Chua của cần. Gốc thì được bọc mút xốp thế này. Mút xốp thì có một vài vị trí nó hơi bị bám bẩn. Nó chủ yếu là cây này màu trắng nên hay bị ngảm vàng cái lớp keo phủ bên ngoài thôi. Bát vàng bát Fury thế này, có bị cấm nhẹ cái mút xốp. Dài 3m, bao gồm có 3 giống. Cái này có độ cứng M này, cần dành cho luôn nước mặn. Bây giờ mày Gravis, dòng hàng nội địa nhé. Cái này nó bị dính keo nhé mọi người, keo quấn băng quấn. Khoen của cần đây ạ. Khoen của cần là khoen Fury. Cái này thì có tổng cộng là 4 khoen bao gồm cả đầu bu. Thì cái cây số 13 này có chiều dài thực tế em đo được là 2m85 nha mọi người. Cây này thì đã bị hạ ngọn một khoảng là 15cm rồi. Nên là nó sẽ có độ cứng khá cao. Cây này thì chúng ta có thể lua lóc. Ok. Hoặc là với chiều dài là 2m85. Đây nó bị bong tróc sơn nhẹ như này. Tróc sơn. Tróc cái lớp keo phủ màu sơn trắng phủ bên ngoài thôi. Cây này thì nó hơi tróc rất nhẹ nhẹ. Dài 2m85, có độ cứng M theo thông số của cần luôn. Mút xốp thì nó có một vài vị trí nó bị bám bẩn nha mọi người, nó bám bẩn nhỏ nhỏ. Thì cây số 13 này dài 2m85, khi rút về còn lại là 113cm ạ. Ống của cần thì có độ lớn là phi 15.6, nặng là 197g, ngọn có độ lớn là 2.5 ly. Cây này cứng M. Và cây số 13 này có giá là 580.000 ạ.
Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 13 cây cần của mình ạ. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309 ạ. Em xin cảm ơn mọi người, xin chào mọi người ạ.